Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại video của mình ngày hôm nay. Các bạn ơi, thì hôm nay là một ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2020 rồi. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang năm 2021 rồi mọi người. Thật sự là một năm Covid ở Nhật này thì nó trôi qua rất là nhanh. Một hai tuần rồi mình cũng chưa ngồi quay video để thông báo mọi người một vài cái thông tin về tình hình nhập cảnh cũng như là cái thông tin về dịch bệnh ở Nhật Bản này. Và từ hôm qua đến giờ thì các cái trang báo của Nhật Bản cũng như các trang báo đài của Việt Nam ấy thì đã đưa rất nhiều các cái tin tức về cái việc là chính phủ Nhật Bản đã từ chối nhập cảnh đối với tất cả các cái quốc gia trên thế giới và vùng lãnh thổ. Đấy thì cái tin tức này thế nào? Và cũng có rất nhiều các cái trang báo tin tức họ đã đưa tin chính xác và cái tin không chính xác cũng có. Đây thì giờ mình sẽ vào cái trang tin tức chính thức của báo LHK Nhật Bản mọi người nhé. Và mình sẽ tổng hợp lại để chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay. Và mình nghĩ là cái tin nhập cảnh này thì có rất nhiều các bạn đang quan tâm đúng không? Và từ hôm qua đến giờ thì mình thấy cũng có nhiều bạn quan tâm đến cái thông tin nhập cảnh này và cũng có một số bạn có nhắn tin qua Facebook hoặc là qua YouTube hỏi mình rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cái video này và chia sẻ với tất cả mọi người. Các bạn phải lưu ý là các cái thông tin mà cục xuất nhập cảnh đưa ra này hoặc là những cái thông tin mà chính phủ Nhật Bản đưa ra ấy thì nó sẽ thay đổi theo từng ngày và từng giờ mọi người nhá. Đấy, có thể hôm nay mình làm cái video này là mình nói là các bạn vẫn được phép nhập cảnh vào Nhật Bản. Có thể là từ giờ đến tối hoặc là từ giờ đến ngày mai ấy, thì lại có một cái thông tin khác họ đưa ra là cấm nhập cảnh. Đấy, thế nên là các cái thông tin mà các bạn xem trên mạng ấy chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Và mọi người hãy theo dõi thường xuyên các cái trang web này, các cái trang tin tức ở Nhật Bản này. Còn những bạn nào mà đang ở Việt Nam đang chờ cái thông tin để xuất cảnh ấy thì hãy theo dõi cái trang tin tức của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mọi người nhé. Đấy mọi người ạ, thì trước khi vào câu chuyện thì mình sẽ lại cập nhật cái tình hình Covid ở Nhật Bản cho mọi người cùng theo dõi nhé. Thì cách đây một hai hôm ấy ở Nhật Bản thì đã có một số người đã bị mắc cái Covid chủng loại mới từ Anh đấy mọi người. Đấy, cái Covid có tên là VUI đấy. Chính vì có một số người Nhật Bản đã bị mắc cái Covid đó, thế nên là chính phủ Nhật Bản thì họ đã đưa ra cái quyết định là cấm nhập cảnh trên toàn thế giới đấy mọi người. Và gần đây cái số người bị nhiễm bệnh ở Nhật Bản cũng tăng lên khá là nhiều sau cái đợt Noel vừa rồi ấy. Đấy thì mình sẽ vào cái trang tin tức này nói cho mọi người cùng tham khảo nhé. Đấy thì trong ngày 26 tháng 12 trên toàn đất nước Nhật Bản thì có 3.881 người bị nhiễm Covid, trong đó thủ đô Tokyo có 949 người. Thứ hai là chính là Kanagawa 480 người và thứ ba là Osaka có 229 người. Đây là cái dữ liệu trong một ngày mọi người nhá, trong ngày 26 tháng 12. Vừa là do cái số người bị nhiễm nó tăng lên khá là nhiều và thứ hai chính là do một số người Nhật Bản cũng đã bị nhiễm cái Covid chủng loại mới từ Anh ấy, thế nên là chính phủ Nhật Bản họ đã đưa ra cái thông báo là cấm tất cả các cái trường hợp nhập cảnh mới vào Nhật Bản trên toàn thế giới và các vùng lãnh thổ. Thế nhưng mà cái thông tin này nó thế nào, cụ thể thế nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau đây. Và tất nhiên là các cái thông tin họ đưa ra thì đều sẽ có các cái lưu ý cũng như các cái chú ý khác nhau ấy. Đây thì giờ thì mình sẽ vào trang web chính thức của LHK và mình sẽ thông báo với tất cả mọi người. Đây và cái tin tức này thì họ cũng mới đưa ra từ tối ngày hôm qua mọi người, đêm ngày hôm qua và 22 giờ 33 phút ngày 26 tháng 12 này. Đây mọi người, thì cái thông tin chính thức của chính phủ Nhật Bản thì họ đã viết như thế này là do dịch Corona có xu hướng bùng phát trên toàn thế giới, thế nên là chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh cái việc từ chối nhập cảnh đối với các trường hợp nhập cảnh mới đối với tất cả các nước trên toàn thế giới và vùng lãnh thổ từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 cho đến hết tháng 1 năm 2021. Đấy, thế nhưng mà cái thông báo này thì sẽ có các cái lưu ý khác nhau. Thì giờ mình sẽ chia sẻ một vài cái lưu ý chú ý mà họ đã ghi bên dưới này này. Thứ nhất đó chính là cái biện pháp này được áp dụng từ 0 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020. Và cái chú ý thứ hai là chính là các trường hợp đã được cấp visa thì chúng ta vẫn được phép nhập cảnh bình thường. Và để hiểu nó rõ hơn một chút thì mình sẽ tổng kết lại các cái thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhé. Thì Việt Nam ấy thì vẫn thuộc vào các cái quốc gia là cấm nhập cảnh. Đấy, các cái trường hợp mà tái nhập cảnh thì vẫn được phép là nhập cảnh bình thường này. Đấy, các cái trường hợp nhập cảnh mới nhưng đã có visa, nghĩa là các bạn đã xin được visa trước ngày 28 tháng 12 rồi thì các bạn vẫn có thể là được phép nhập cảnh. Và các trường hợp mà nhập cảnh mới mà đang xin visa ấy, thì có thể là các bạn sẽ bị dừng lại mọi người nhé.
Đấy, các bạn đang xin visa và đang chờ visa ấy, thì có thể là sẽ không được nhập cảnh cho đến hết tháng 1 năm 2021. Và ngoài ra thì Việt Nam cũng là một trong số 11 quốc gia là được phép ưu tiên nhập cảnh vào Nhật Bản với mục đích thương mại làm ăn buôn bán. Thế nên là visa thương mại, các cái visa buôn bán làm ăn với Nhật Bản thì vẫn có thể là nhập cảnh bình thường. Và một số các cái trang báo thì họ cũng đã phân tích khá là rõ ràng như thế này. Thì đối với những bạn nào đang nộp hồ sơ lên cục xuất nhập cảnh xin COE thì do cái lệnh cấm nhập cảnh này thì những bạn đó thì sẽ tạm thời là tạm dừng cái tư cách lưu trú, hoặc là các bạn sẽ phải chờ đến sau tháng 1 năm 2021. Đấy, còn những bạn nào mà đã nhận được COE mà đang tiến hành xin visa ấy thì cái thông tin này thì họ vẫn chưa đưa ra chính thức, thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với đại sứ quán ở Việt Nam để có thể là nhận được cái thông tin chính xác nhất. Còn đối với những bạn nào mà đang có visa rồi và chờ bay thì chúng ta vẫn có thể là được phép nhập cảnh sang Nhật bình thường mọi người nhé. Thế nhưng mà lần này thì họ sẽ siết chặt hơn về cái việc cách ly ở Nhật Bản này. Đấy mọi người ạ, thì các cái thông tin về cái tình hình nhập cảnh cũng như là cái tình hình Covid ở Nhật Bản ấy thì nó cũng khá là nhiều, và nói chung là cái tin nhập cảnh này thì nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến người Việt Nam mình. Các bạn cứ hiểu một cái cách nó khá đơn giản thế này: những bạn nào mà đã có visa rồi mà đang chờ bay ấy, thì chúng ta vẫn có thể là bay sang Nhật được nhá, chứ không phải là các bạn bị cấm nhập cảnh đâu. Còn những bạn nào mà đang xin visa hoặc là đang xin COE hoặc là đang chờ visa ấy, thì chúng ta hãy liên hệ với đại sứ quán để có một cái thông tin chính xác nhất. Và Việt Nam mình thì vẫn thuộc vào cái top là cấm nhập cảnh, là bởi vì những bạn nào mà đang xin visa mới trong thời gian tới này, các bạn sẽ vẫn phải là chờ cho đến hết tháng 1 năm 2021. Thế nên là họ mới nói là Việt Nam mình là vẫn thuộc vào các cái nước bị cấm nhập cảnh các bạn ạ. Rồi ok mọi người, thì hôm nay thì mình cũng quay một cái video ngắn gọn và chia sẻ với mọi người về cái tin tức Covid cũng như là cái tin tức về cấm nhập cảnh và Nhật Bản cho mọi người cùng tham khảo nhé. Hiện tại ở Nhật Bản thì cái tình hình Covid nó cũng diễn biến khá là phức tạp. Cái số lượng người bị mắc Covid-19 về chủng loại cũ thì cũng tăng khá là nhiều, khá là nhanh. Ngoài ra thì cái chủng Covid mới từ Anh thì cũng đã có người bị nhiễm rồi. Thế nên là các bạn mà sang Nhật trong thời điểm hiện tại này thì cũng đừng quá là vui mừng các bạn nhé. Những bạn nào mà đi theo cái diện sang Nhật để đi làm ấy thì mình cũng nói làm gì rồi. Còn những bạn nào mà đi du học thì thật sự là sang Nhật cái thời điểm hiện tại này thì cũng khá là khó khăn vất vả đấy mọi người, chứ không phải là các bạn cứ nghĩ là sang Nhật được trong thời điểm này là vui và tốt được mọi người nhé. Thứ nhất là chính là chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm là bị nhiễm Covid này, và cái vấn đề thứ hai chính là chúng ta sẽ gặp phải cái vấn đề đó chính là không có việc làm này, hoặc là các bạn sẽ tìm việc nó khó hơn đấy. Vì do Covid thì công việc ở Nhật Bản thì nó ít đi này, các bạn sẽ bị cắt giảm giờ làm, ngày làm này. Đấy, chính những người đi làm công ty như mình cũng còn bị ảnh hưởng bởi Covid, chứ chưa nói đến các bạn mà du học sang Nhật đi làm bay tổ thì cũng khá là vất vả trong thời điểm hiện tại này. Thế nên là qua video thì mình cũng mong muốn là các bạn hãy cố gắng là theo dõi thật sát các cái tin tức về Nhật Bản để đưa ra các cái quyết định chính xác nhất cho mình nhé. Rồi ok mọi người, thì mình cảm ơn cả mọi người đã theo dõi video của mình đến đây. Và bạn nào mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì hãy ấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi bye bye, chào tất cả mọi người nhé. Bye bye.